Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Ngọc Hiếu xin bến chúc cộng đoàn có một tuần mới tràn đầy hồng ân của Chúa Phục sinh. Tin giáo phận Thánh lễ an táng cha cố Stefano Nguyễn Văn Ri Cha cố Stefano Nguyễn Văn Ri đã giả từ cuộc sống trần thế để về nhà cha trên trời vào lúc 11 giờ 20 ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại Tư Gia thuộc giáo xứ Tân Thông, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường. Một hành trình 80 năm làm con Thiên Chúa nơi trần thế với 51 năm làm người tư tế của Chúa Thánh lễ an táng được cử hành long trọng vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2021, tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường, do Đức Giám Mục Du Xe Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Cha phê Rô và đông đảo quý cha trong giáo phận Phú Cường. Khởi đầu thánh lễ, cha Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi, chánh văn phòng tòa Giám mục giáo phận Phú Cường, tóm lược tiểu sử cuộc đời của cha cố Stefano là người con của họ đạo Bình Sơn, cha cố vào tiểu chủng viện Thánh Du Xe vào năm 1953, khi ấy 12 tuổi. Thủ phong Linh Mục vào ngày 28 tháng 11 năm 1970 tại thủ đô Manila, Philippines. Sau khi được thủ phong Linh Mục, cha cố đã dấn thân phục vụ dân chúa tại các giáo xứ chánh tòa Phú Cường, thư ký tòa giáo mục Phú Cường, chánh xứ Bắc Hà, Mỹ Khánh, Phước Điền, Đức cha Giuse tỏ lòng mến thương và chia buồn cùng tan quyến của cha cố Tefano và mời gọi cộng đoàn cùng hướng nhìn về cuộc đời của cha cố, người đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và dân Chúa. Người đã sống trọn vẹn tính thuộc về, thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Giáo hội để bước trọn con đường thánh hiến, bước trọn theo chân Chúa Kitô. Đức cha mời gọi sự hiệp nguyện cho cha cố sớm được vui hưởng cuộc sống đời đời trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của mọi người. Trong bài giảng, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chia sẻ về thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người và sự chết mà mỗi người sẽ phải trải qua và mời gọi mọi người cùng suy niệm về sự chết và những gì sự chết gợi lên trong tâm hồn của chúng ta theo đức tin của Kitô giáo. Chết là hết, hay là còn gì nữa nhắm mắt xuôi tay, thân xác trở về các bụi, linh hồn đi đâu và về đâu. Con người được tạo dựng trong tình yêu của Thiên Chúa và Ngài muốn con người được tham dự vào niềm vui hạnh phúc đời đời với Ngài. Nhưng chính vì tội lỗi của con người mà con người phải chết. Trong cuộc đời, ai ai cũng phải trải qua hành trình của sinh, lão, bệnh, tử. Trong niềm tin vào đứng phục sinh, chúng ta luôn tin tưởng vững vàng rằng cha cố Stefano đã đi chọn con đường hẹp để trở nên trọn lành. Ngài đã luôn kiên vẫn bước theo Chúa Kitô cùng tham dự vào công trình cứu độ của Chúa qua sứ vụ tư tế của Ngài. Cha cố đã được hồng phúc khi được vị thánh là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ sáu truyền chức linh mục tại Manila, Philippines vào năm 1970 trong dịp Đại hội các giáo mục toàn châu Á lần đầu tiên. Sau phần tri ân của đại diện gia đình cha cố, cha giám đốc nhà hưu dưỡng cử hành nghi thức phó dân và tiễn biệt, đưa tiễn linh cửu cha cố Stefano về nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang Linh Mục Giáo Phận Phú Cường. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha cố, sớm được hưởng tôn nhang thánh chúa nơi quê hương đẹp tươi chúa dành cho cha. Tin thiếu nhi thánh thể Khóa huấn luyện tiền sa mạc cấp 2 năm 2021 Với mục đích giúp các huynh trưởng trao dồi kiến thức về phong trào thiếu nhi thánh thể Nhằm nâng cao khả năng phụng sự chúa và giúp ích cho các em thiếu nhi và mọi người Ngày 17-18 tháng 4 năm 2021 vừa qua Liên đoàn Phaero đoàn công quý Thiếu nhi thánh thể giáo phận Phú Cường đã tổ chức khóa huấn luyện tiền sa mạc cấp 2 Galile 2021. Theo trang tin thiếu nhi thánh thể giáo phận Phú Cường, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên hai đợt huấn luyện trước đây đã bị tạm hoãn. Nhưng không vì thế, tinh thần các sa mạc sinh có dấu hiệu vơi đi, tạm gác lại một tuần làm việc và học hành căng thẳng. Chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021, 41 anh chị em huynh trưởng cấp 1 ở khắp các giáo hạt thuộc giáo phận Phú Cường đã quy tụ nơi nhà trung, trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường để cùng hòa mình vào tinh thần sa mạc. Trong đợt huấn luyện này, hiện diện cách đặc biệt có thầy Phaolô và các anh chị em trong ban nghiêm huấn. Với vai trò là người đồng hành, thầy mời gọi các trại sinh cùng sống với tâm tình phục vụ nơi chính anh chị em xung quanh mình. Các bạn sa mạc sinh dù đã quen biết nhau từ trước hoặc chưa, nhưng qua công việc thường ngày như dọn bàn, quét dọn, đến công việc chuyên môn như học bài khóa, làm việc nhóm và thiêng liêng hơn là các giờ kinh, giờ trao, bằng lời mời gọi sống phục vụ, các trại sinh nhanh chóng hòa nhập với nhau, trao cho nhau những tương quan giữa các thành viên trong đội, trong nhóm, cùng nhau làm việc tích cực, hăng say trong các bài khóa, bài tập nhóm, sốt sáng và lắng động nơi các giờ chầu, giờ lễ. Những ngày đầu hè không khí có phần hơi oi bức, khiến các bạn đôi lúc mệt mỏi. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết của một người huynh trưởng đầu ngành, các bạn vẫn không ngừng trau dồi các kiến thức, kỹ năng mà các thầy, các anh chị truyền đạt qua các bài khóa. Đây là cơ hội các trại sinh tự trang bị cho mình những hành trang vững chắc vai trò của huynh trưởng cấp 2 sắp tới. Không chỉ phục vụ cho các giáo sứ, mà nhân rộng lên là phục vụ cho nhiều người khác xung quanh các bạn. Qua hai ngày trại, tuy thời gian không dài, nhưng hy vọng các em đã bồi dưỡng cho mình thật nhiều kỹ năng và giữ lại thật nhiều kỷ niệm. Thiết nghĩ đây là thêm một lần rèn luyện tinh thần và là một bước đệm trước khi bước vào kỳ huấn luyện sa mạc tâm linh, sa mạc kỹ năng cấp 2 Galile 2021 được tổ chức từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 sắp tới đây. Tin giáo xứ Phước Vĩnh hạt Phước Thành Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót Chúa Nhật thứ hai phục sinh Trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót được cử hành tại nhà thờ giáo sứ Phước Vĩnh hạt Phước Thành, cha Du Xe Phạm Quang Tòng, nguyên chánh xứ Phước Vĩnh đã cùng cha sở An Tôn Barova Hà Ngọc Ẩn mời gọi các tín hữu mở rộng lòng với tình yêu thương xót, được Chúa Khi Tô ban qua ơn bình an, tha thứ nơi các vết thương của người. Nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, các tín hữu được kêu gọi trở nên chứng nhân của lòng thương xót. Trong bài giảng của mình, cha Du Xe giúp cộng đoàn nhìn lại lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong giáo hội lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cụ thể và sống động nơi tình yêu và sự sống của Đức Kitô phục sinh. Đó là những dấu tích tình yêu mà người mang trên thân thể để trở nên chiên của Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian. Khi tô ma được chạm đến dấu tích của lòng thương xót này, ông đã ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa đến tận Ấn Độ. Nhắc lại lịch sử lòng thương xót của Thiên Chúa, cha cố cho thấy lòng thương xót hoạt động ngay trong bí tích thánh thể, lời tuyên xưng trong lòng của giáo hội sau lời truyền phép, Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Mãi cho đến đức giáo hoàng phaolô thứ hai cùng với chị thánh faulina thì lòng thương xót của thiên chúa mới được hội thánh chính thức loan truyền cách mạnh mẽ. Đức giáo hoàng còn được gọi là tông đồ của lòng thương xót và kết thúc cuộc đời dương thế vào áp ngày lễ lòng Chúa thương xót ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đến Đức Thánh Cha Francisco ngày nay, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn còn được thể hiện qua các văn kiện của giáo hội. Ngài khẳng định, một vụ của giáo hội phải được đặt trên nền tảng lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa là cái phao của giáo hội và của thế giới đang ngục lặng giữa biển cả, đang cần cứu vớt. Đó là con đường của Chúa Giêsu đã đi, con đường mà giáo hội đang khám phá và cứu chữa nhân loại. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và nguyện chúc cộng đoàn giáo xứ luôn là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, làm chứng cho Chúa bằng đời sống và tình yêu của lòng Chúa thương xót. một điểm tin giáo phận phú cường đến đây là hết xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông giáo phận phú cường xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại